Hello, xin chào 500 anh em quay trở lại với channel của mình nhé. Thì bây giờ mình sẽ bóp mồi. Đấy, bóp mồi vào linh nhẫn nhẫn lục này, xong rồi mình thả xuống đáy hồ nhé. Xong rồi quay xem cá ở dưới nó có nổi như thế nào anh em nhé. Thì rất nhiều anh em hỏi là mồi ủ chua biết là cá nó ăn thế nào hay như thế nào. Em cũng rất là tò mò hay là muốn thả. Nên em thả vào linh bóp mồi đây. Em không chơi đánh hồ. Thả thử xuống đây xem thế nào các bác nhé. Xem tình hình cá ở dưới thế nào. Rồi, bắt đầu nào. Chép mà. Chưa, 100.000 thì có ngon hơn anh em ạ.